Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây là cái hũ cá beta của mình nè. Còn đây là mấy con cá mình mới bặm ra, chuẩn bị cho mấy con cá của mình ăn. Để mình cho nó ăn cho các bạn xem nha. Mấy con cá của mình thì nó thích ăn cái này lắm á. Hổm gậy mình toàn cho nó ăn cám không à, nên là nó cũng không có cho có mấy cái chất đạm mà ở trong thức ăn tươi có. Mình cho nó ăn cám gà chứ không được cám cá nữa. Phải cám cá nó cũng đỡ đỡ. Hôm nay mình cho nó ăn đậu tươi thì chắc chắn là nó thích lắm rồi. Nó ăn quá sướng luôn. Nhưng mà chỗ này nó đục quá các bạn. Để mình quay góc khác cho các bạn xem nó dễ thấy hơn nha. Để mình cho cái bầy cá mình ăn thêm một miếng nữa nha các bạn. Cá này mình dùng để cho nó ăn là cá thòi lòi á. Cá này ở dưới sông nhà mình nhóc trơn á. Nhưng mà cái khu của mình thì không có ai ăn chứ, nên là nó cũng rất là nhiều mà dễ bắt nữa. Hàng ngày mình cứ xuống dưới mình bắt 1-2 con, cái mình đem lên mình băm nhuyễn ra cho mấy con cá mình ăn là cũng quá im rồi. Mấy con cá này nó cũng đâu có chê gì đâu, nó ăn quá là ham luôn nè. Thì người ta không ăn thì cá mình ăn. Cái nước này hổng gầy mình nuôi ở ngoài trời á, nên là nó lên tảo quá trời luôn, xanh lè xanh lét. Với lại nó còn đục nữa chứ. Một hồi là mình sẽ bắt mấy con cá này ra thôi. Mình cho nó lại với cái hao màu đỏ cũ của nó, chứ để nước đầy dơ quá nuôi thêm 2-3 ngày nữa không ổn đâu các bạn. Bắt ra sẵn rồi mình lấy cái hồ này mình làm một cái hồ thủy sinh nho nhỏ luôn để nuôi chơi các bạn ơi. Sẵn quay cho các bạn xem luôn nha. Không gà mình định làm lâu lắm rồi nhưng mà không có dịp. Sẵn dịp này thì mình làm cho các bạn xem luôn. Sẵn là mình chơi nữa chứ. Mình cho mấy con cá trống của mình ăn nữa chứ. Không gà mình toàn cho nó ăn cám gà không các bạn, nên là mình đang phơm ở đây á, cái màu nó cũng lên không được tốt. Mấy con cá phơm thì các bạn cần cho nó ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng, với lại là cho nó ăn đồ tươi, đồ sống á, nó mới nhanh lên màu, nó mới nhanh đẹp được. Hổm gầy không có mấy cái thứ đó nên là nó cũng xìu xìu lại các bạn, nó không được đẹp cho mấy. Nhưng mà mình nuôi chơi thì vui cũng được các bạn ơi. Hôm nay thì sẵn cho mấy con cá kia ăn thì cho mấy con nãy ăn cá một miếng luôn đi. Ăn cũng tốt quá này các bạn. Không biết chừng nào đủ màu để mình ép ha. Rồi mình sẽ quay một cái video hướng dẫn cho các bạn cách ép cá của mình. Không phải hướng dẫn chứ, mình quay lại cái quá trình ép của mình thôi. Nếu mà có ép chắc mình ép con này đầu tiên nè các bạn. Con này lên gần full màu rồi, xinh nhất trong bầy của mình luôn á, lên màu sớm nhất luôn. Bây giờ thì tới công đoạn mình sẽ bắt mấy con cá này ra các bạn. Bắt ra để thả vô cái thau mình nuôi nó hổm gà, vô cái chỗ cũ của nó đi. Để mình lấy cái hồ này để mình làm cái hồ thủy sinh. Các bạn cùng chờ xem cái hồ thủy sinh của mình có được đẹp không nha. Rồi bây giờ là mình sẽ thả mấy con cá này vô cái hồ của nó nha các bạn. Số cá này khoảng 25 con, hổm mình độ chừng là hơn 20 con à. Lúc nãy mình mới đếm lại là được 25 con, 25 cá máy với 8 con cá trống gì á, là cái số cá của mình. Ép lần đầu tiên mà được như vậy thì nó cũng hơi nhiều rồi. Còn cái này chắc lẽ là mình nuôi nó trong này luôn các bạn, mình không để gông bèo chứ. Hổm mình để gông bèo sao nước nó dơ quá. Để như vậy đi, có lẽ là nó sẽ đẹp hơn á. Ok, như vậy là được rồi. Trống chảy nè. Cái hồ kính này lúc nãy mình mới rửa lại nè các bạn. Để có 2 ngày mà nó lên gông quá trời gông. Một hồi mình sẽ lót nền bằng cái sỉ nhàm thạch này. Cái sỉ than chứ không phải sỉ nhàm thạch, nó lộn. Còn cái cục đá này là một hồi mình sẽ đè gông xuống. Đó, cho nó giống núi vậy đó. Quá ok luôn. Còn mấy cái cây thủy sinh của mình thì mình dùng mấy cái bèo này thôi các bạn. Với lại là mấy cái gông đuôi trộn bên dưới nè. Với thêm 1-2 cọng gông đuôi chó nữa là rồi. Có gì dùng đó, không có cần gì cao siêu quá đâu các bạn. Ngày hôm nay nước của mình nó rất là trong rồi nè, sau một ngày. Chứ ngày hôm qua thì nước nó như cà phê sữa vậy đó. Mình có bỏ mấy cái xỉ than ở dưới mình làm nền á, nên là nó làm trong nước dữ lắm, thấy qua xiên bên kia luôn nè. Với lại là mấy cái xỉ than này mình ngâm cũng hơn một tháng rồi. Ở trong cái cục xỉ than nó có vi sinh sẵn nên là nó giúp nước bên trong. Chứ mấy cái xỉ than mà mới đốt xong á, nó cũng vậy à. Bây giờ thì mình bỏ thêm miếng bèo vô, bỏ miếng bèo nữa là xong, hoàn thành cái hồ của mình này. Đơn giản thôi, có gì dùng đó mà. Mình thấy đẹp con mắt của mình là được rồi à. Ok, bây giờ là một lát nữa mình sẽ thả miếng cá vô nữa là xong. Đây là mấy con cá mà mình dùng để thả thủy sinh này các bạn. 5 con cá betta máy và 4 con cá full gold, 4 con cá belutakang. Thôi, bây giờ để mình thả vô cái hồ thủy sinh, còn một lát cho nó bơi tung tăng cho các bạn xem nha. Cá betta với cá bảy màu mình nuôi chung vẫn được nha các bạn. Yêu cầu là cái con cá betta của mình á, mình chưa tách ra phơm lần nào. Với lại là nó là cá mái nha, để nó cá trống là nó đá mấy con này te tua luôn á. Mấy con betta mái này hình như là nó chưa có quen nước các bạn, nó yếu xìu à. Còn mấy ông nội cá bay màu này quá là sung luôn, bơi tung tăng luôn à. Bây giờ là mình để cho nó quen nước, rồi một hồi mình cho nó ăn, rồi mình quay lại cho các bạn xem sao nha. Từ nãy giờ cũng đã lâu nè các bạn. Mấy con cá của mình thì nó cũng đã quen nước mới rồi đó, đang bơi tung tăng luôn. Để bây giờ thì mình lấy miếng cám cho nó ăn nha, để cho mấy con này nó ăn cám cho các bạn xem. Để quá im. Mình thì mình làm cái bể nhỏ nhỏ này để chơi thôi các bạn. Nó cũng đơn giản mà. Mình lót nền bằng xỉ than nè. Còn ở trên thì mình trồng gông với bèo, nên là nó cũng không có cần chắc dinh dưỡng gì nhiều lắm. Còn mấy bạn mà trồng những cái cây mà thủy sinh á, mấy cái cây mà cao cấp hơn á, thì các bạn cần phải có lót phân nền nha. Không có phân nền là mấy cái cây nó sống không nổi đâu. Cái hồ này mình làm mình tận dụng những cái vật liệu mà xung quanh nhà mình có thôi. Gông thì mình cũng có rồi, bèo mình cũng có, xỉ than thì mình cũng xin về luôn, nên là không có tốn đồng nào chứ. Nên là nó không có được xinh xẻo giống người ta cho lắm. Mọi người xem cũng thông cảm giúp mình nha. Đó. Với lại là phần nào thì mình cũng chỉ tập trung về nuôi cá thôi. Thủy sinh này thì mình cũng không gành. Thường thì cái bể thủy sinh của người ta có đủ thứ chứ. Có máy lọc nè, có oxy nè, có CO2, có cái thủy sinh đồ đa dạng nữa, với có mấy con cá dọn bể nè. Còn mình thì hiếu nhóc trơn luôn, mình nuôi ngoài trời mà. Với lại là mình cũng làm vui vui thôi các bạn ơi, không có quan trọng mấy thứ đó cho lắm. Mình nuôi ngoài nắng chắc vài bữa nó lên tảo xanh lè xanh lét luôn, mình phải thay nữa nè. Rồi thì các bạn ngắm mấy con cá mình ăn tí đi ha. Đó. Có mấy con cá full gold của mình nó bị nhiễm các bạn. Ẩm nuôi cái này cũng 4-5 tháng gì mà nó bị nhiễm đỏ rồi. Mấy con full gold thường là tới già là nó sẽ bị nhiễm đỏ các bạn. Chắc nữa mình bỏ dòng này luôn á, mình không chơi full gold nữa đâu. Tập trung chơi belutakang thôi. Nửa qua dịch kiếm chỗ mua con belutobat chơi. Không gài thấy cũng ghiền nó lắm rồi đó. Nó cũng đẹp mà mắc quá các bạn. Nhưng mà qua dịch mình kiếm cặp về mình nuôi chơi thử thôi. Để bây giờ mình quay cho các bạn xem tổng quát cái hồ của mình, rồi cái mình kết thúc tại đây luôn nha. Đó. Nhìn từ trên nhìn xuống nè, mấy cá ăn sướng chưa kìa. Nước rất là trong luôn nha các bạn. Các bạn nuôi cá bình thường các bạn thử để miếng xỉ than vô đi, 2 ngày sau là nước nó trong vắt luôn á. Trong mà giống như là mấy con cá nó đang bơi tưởng đâu nó bay luôn á các bạn. Ở đây mình có một bụi gồng ở một góc nè. Đó, gồng từ dưới núi. Mình có đè cục đá lên cho nó nổi gì cho nó đẹp á. Chứ mình bỏ vô mà gông nó nổi lình bình thì nó cũng kém thẩm mỹ cho cái hồ của mình lắm. Không. Ở đây các bạn có thể nhìn xuyên qua bên kia luôn nè, chứng tỏ là nước của mình rất là trong. Đó, để 2-3 bữa nữa thử xem coi nước nó còn trong giống gì không. Mình đổ chắc 2 bữa nữa nó lên gông xanh lẹo á. Thôi được rồi, cái clip mình tới đây là kết thúc nha các bạn. Mình quay clip này mà gần 1 tuần á, nó cứ trời mưa hoài nên là khó quay lắm các bạn ơi. Mong các bạn xem tới đây thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình đăng nha. Cùng với đó thì các bạn có ý kiến gì các bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẽ đọc hết cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.